Học viện Liên Quân tập 175. Anh cũng mang một khúc u sầu. Người đâu rồi? Người đâu? Cậu đừng khóc nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Lần này tôi không nói đùa nữa đâu. Mong người nhà nén đau thương. Không, tôi không tin. Các người tính đưa anh ấy đi đâu? Bệnh nhân đã ngưng hô hấp, chúng tôi đưa vào nhà xác. Không thể như vậy được. Ta anh làm ơn đừng có chết mà. Anh mau tỉnh lại đi. Em biết hết mọi chuyện rồi. Anh đừng rời xa em mà, em xin anh nữa. Anh tỉnh lại đi. Chúng ta sẽ quay lại như trước kia nha anh. Anh ấy à, đừng khóc nữa. Người cũng đã mất rồi. Có đau lòng cũng không sống lại được đâu. Anh ấy, người đó không phải là ta đâu. Ý cậu là sao? Cậu ta chỉ bị thương nhẹ thôi, đang rửa vết thương ở bên kia kìa. Vậy anh ngồi trước phòng cấp cứu làm gì? Thấy cái ghế chỗ này trống thì anh ngồi thôi. Vậy sao từ đầu mày không nói đi? Ngồi đó mày ôm mặt khóc nữa chứ. Có ai hỏi rồi mà nói. Tự dưng mới tới cái nhà vô khóc bù lu bù lo chứ đúng rồi vậy đó. Có ai chịu hỏi tôi không? Anh ta, anh không sao thật chứ? Anh ổn hết chứ? Nãy giờ những lời em nói là thật đúng không? Nãy giờ tôi không có nói gì hết. Anh nghe lầm rồi. Anh em định chạy đi đâu? Anh buông ra coi. Anh có sao không? Em đâu có dùng lực gì đâu. Ôi dạ, đau. Đau ở đâu? Đau ở đây nè. Buông ra coi, mọi người nhìn kìa. Gớm, nghiện còn ngại. Hôn nhau đi. Yêu cầu người nhà bệnh nhân trật tự dục. Ở đây là bệnh viện, không phải là cái chợ chom hòm. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em, bạn bè, cô chị, chú bác đã có mặt tại hôn lễ ngày hôm nay. Sau đây tôi xin giới thiệu các vị khách quý của cô dâu và chú rể. Luật sư Alex cùng chồng là Enzo, chủ tịch tập đoàn dầu mỏ. Xin giới thiệu đặc cầu, à không, đặc nhiệm Aja và thám tử Edogawa Thon. Bạn hải tặc Hải Dưới Kera Pen. Giám đốc điều hành Điều Thiền TV Entertainment, vợ chồng Anette Ata. Nhà sáng lập Điều Thiền TV Entertainment Kim Chi. Và đồng phát triển Điều Thiền TV Entertainment Thái Tuấn. Dr. Ken và chồng của anh ấy Mr. Store. Ông trùm bảo mật Rick Nack, siêu trộm Zip. CEO Vương Giả Vinh Diệu, Hải Đặc. Ba mẹ của chú rể. Và hai người cha tần tảo của cô dâu. Và cuối cùng, hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó là cô châu Terry và chú rể Elsu. Cảm ơn
Sao bà để con mình nó nhuộm cái đầu xanh lè như tàu lá chuối vậy? Ông bị hâm à? Đó đâu phải con trai của chúng ta, hình như là con dâu á. Tao tát vào trong mặt mày bây giờ. Con mắt của mày không phân biệt được giới tính hả? Đó đâu phải con gái của tôi đâu. Con gái tôi đâu có lực điền cả đó. Nè, cậu là ai? Tôi là Roronoa Zoro của băng hải tặc mũ rơm. Cậu là khách tới dự đám cưới đúng không? Đám cưới gì? Ta đang đi tìm đồng đội của ta. Cho ta hỏi các người có nhìn thấy đồng đội của ta đi lạc tới đây không? Ta đang đi tìm họ. Người mới là người đi lạc đó. Trên đường về thì tôi có chạm trán với băng của anh. Đồng đội của anh đang ở vịnh Hạ Long để tìm kiếm kho báu. Anh mau đến nó đi. Đa tạ. Nếu sau này gặp lại nhất định sẽ báo đáp. Ê quan quan quan, chưa kịp chụp hình nữa mà đi nhanh trời, tiếc cười. Mày cứ yên tâm đi, tầm giữa buổi tiệc là ổng quay lại hả? Xin mời hai nhân vật chính, cô dâu và chú rể. Đó đó. Hả? Sao cậu biết tên tôi ạ? Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi. À, chúng ta quen nhau sao? Đúng vậy. Nhưng mà tôi không có nhớ cậu là ai hết á. Cậu nhớ tôi hay không không quan trọng, tôi nhớ cậu là được. Má, sao dùng mấy cái thằng tổng tài xé xác bước ra vậy trời? Hải Nặc. Phải, là mình Hải Nặc đi. Cậu nhớ lại rồi đúng không? Mần ơn dạt xuống dưới sân khấu coi. Chiếm hết spotlight rồi. Hai đứa bay mà muốn diễn phim tình cảm á, thì lại gặp bà điêu thuyền TV kìa. Bà sắp ra mùa 3 của Học viện Liên Quân rồi đó. Đi mà xin một suất diễn đi. Hai con tiện tì, lui xuống đi. Hỗn sự. Xuất ngôn bất kính nhạo bám cung nhân, xem từ trung cung mạo phạm tổ tiên. Người đâu, đánh cho ta. Tuân lệnh nương nương. Quý phi nương nương tha mạng. Alo, bệnh viện tâm thần à? Ở đây có ba đứa trốn viện nè. Rồi tụi bay có để cho tao lên yên, có để yên cho tao làm MC xong cái đám này không? Còn ba đám nữa đang chờ kìa. Tụi bay vào chứ tao đâu có vào. Tao còn cành nhà neo đơn, bay em chưa lớn triếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thôi, không có ai ý kiến nữa thì để tao tiếp tục chương trình. Tôi, rồi giơ tay muốn nói gì nói đi. Ý của tôi là tôi không có ý kiến gì hết. Xin mời cô dâu và chú rể bước ra rớp rẽn liền đi. Thưa quý vị, sau đây là phần quan trọng nhất của hôn lễ ngày hôm nay, là tiết mục khoe của gia đình tôi có duy nhất đứa con gái rượu. Cảnh gà trống nuôi con, lúc nhỏ bé nó khát sữa, ăn gà trống như tụi tôi lấy đâu ra sữa cho nó uống. Cho nên chúng tôi trong một đêm mưa gió, một người chở một người ôm con bé ngồi trên cái ba ga của chiếc xe đạp tróc sơn chạy đi xin sữa. Còn lại hai ông nội, đây là cái tiết mục trao của hồi môn, chứ không phải là cái chương trình vượt lên chính mình. Mời hai cha vào trọng tâm giùm con cái. Tôi không có gì nhiều để cho con gái của tôi hết. Một rổ kim cương, một tòa nhà 100 tầng ở Rimmer, một chiếc xe Lamborghini, một xe Rolls Royce, một máy bay trực thăng, một cái tàu vũ trụ, 1000 mét vuông đất ở trung tâm các tỉnh từ Điện Biên tới Cà Mau. Wow. Quẹo ngoan, nhà còn đứa con gái nào không? Hết rồi, vậy con trai cũng được. Con trai đang trong quá trình sản xuất. Vậy tôi đặt cọc nha. Nhà tôi cũng có con đứa. Con gái hả? Không, con trai. Tôi thích suy nghĩ của ông anh đó. Kính thưa quý chị, để tiếp tục chương trình khoe của, xin mời gia đình của chú rể. Kính thưa hội đồng xét xử. Lớn. Kính thưa quan viên hai họ, nội ngoại đôi bên. Gia đình tôi tuy là không có khá giả như gia đình anh Xui, nhưng mà giờ tôi gả con cho con người ta thì tôi cũng phải cố gắng tôi cho nó để cho nó bằng người ta. Ba mẹ có tích cóp từ chút của hồi môn tặng con mang đi lấy vợ. Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, 100 kg vàng, 10.000 mét vuông đất ở Alapata, 10.000 mét vuông đất ở đảo Dung, nhà máy sản xuất xe hơi của thành phố Extremer. Thay bên nhà anh Su là có tặng cho hai đứa một cái tàu vũ trụ rồi, thì ba mẹ cũng không có gì. Tặng thêm cho hai đứa 30% cổ phần ở NASA, một xưởng đóng tàu ở Water 7. Trời má, tưởng nhà mình giàu nhất rồi, ai nhẹ bên đó còn giàu hơn nữa trời. Trời ơi, giàu dữ trời. Cô ơi cô, nhà cô còn đứa con trai nào không? À, nhà cô còn một đứa. Thế thì hay quá, cô gả cho con đi. Nhưng mà năm nay nó mới chỉ có 5 tuổi thôi con ạ. À. Dạ không sao, con chờ được. Thật hả? Con chờ được. Dạ. Thôi thôi mẹ ơi, con không lấy chị đó đâu. Vừa lùng mà lại còn vừa không đẹp gái nữa.
quần nè, đội đi má. Em bỏ đi. Nó nói tao không nhục mà mày cười tao mới nhục á. Cảm ơn món quà hồi môn đơn sơ đến từ gia quyến của hai gia đình. Còn ai tặng gì nữa không ạ? Sao chỗ này nhìn quen quen chị? Hình như ta đã đi qua rồi. Lại là anh. Ê, lại xin chụp hình đi kìa. Tao nói mà, nửa buổi tiền lỗng quay lại liền à. Thôi, tao thấy thằng cha này bị sao sao mày ơi. Mất hình tượng quá à, không xin chụp hình nữa đâu. Xin hỏi cậu đầu táo muốn tặng gì cho cô dâu và chú rể? Không có, đã xuất hiện chiếm spotlight 2 lần rồi đó. Không có gì tặng là người xem cười cho đó. Tôi không có gì để tặng cả. Chỉ có thứ này, tặng cho cô dâu và chú rể làm kỷ niệm. Cầm lấy đi. Một tấm bản đồ dẫn tới kho báu của bà Trương đi Mỹ Lan. Ừ, ta xem cũng không hiểu, đi mãi cũng không đến đời, nên thôi cho các người đó. Từ lúc thứ này xuất hiện thì tất cả của hồi môn mà cha mẹ tặng chỉ còn là một cái tên thôi. Kiếm sĩ, xin hãy ở lại chung vui cùng với chúng tôi, sau đó đi tiếp cũng chưa muộn mà. Ta đây chúc hai người sớm sinh quý tử nha. Cảm ơn món quà quý giá đến từ kiếm sĩ Zoro. Nào mọi người, bây giờ cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc của hai bạn trẻ. Một, hai, ba, vô. Trăm năm hạnh phúc.